Chào mừng các bạn đã đến với kênh Hồng Phim. Các bạn thân mến, những phim cổ trang tiên hiệp của Trung Quốc không chỉ có nội dung lôi cuốn mà còn gây ấn tượng nhờ tạo hình lung linh, bối cảnh quay đẹp và kỹ xảo hoành tráng. Để không bỏ lỡ những bộ phim tiên hiệp hay nhất hiện nay, hãy cùng chúng mình tìm hiểu trong video sau đây nhé. 1. Tiên kiếm Kỳ hiệp 4 Phim kể về Vân Thiên Hà, Trần Chiết Viễn thủ vai, bị mất cha mẹ từ nhỏ và vô tình gặp được thiếu nữ Hàn Lăng Sa, cúc tịnh y thủ vai. Sau trận đánh nhau, cả hai người cùng nhau xuống núi để tìm kiếm thân thế của thiên hà. Trong cuộc hành trình này, cả hai gặp được Mộ Dung Tử Anh, Mao Tử Tuấn Đóng và Liễu Mộng Ly, Mao Hiểu Tuệ Đóng. Bốn người cùng nhau gia nhập phái Quỳnh Hoa và dẫn thân vào con đường tu tiên gian khổ. 2. Tiên kiếm kỳ hiệp 6 Tiên kiếm kỳ hiệp 6 kể về chàng trai Việt Kim Triều dẫn theo em gái kết nghĩa Việt Kỳ, sông pha giang hồ nhiều năm, một lần, tình cờ Việt Kim Triều và Việt Kỳ quen biết với thiếu chủ Lạc Trông Ngôn. Nhờ cuộc gặp gỡ này mà Việt Kỳ biết được mẹ ruột của mình chính là cốc chủ côn băng của cốc xúc ngữ, người mà ai cũng phải kiêng dè nể sợ. Cốc chủ côn băng có một loại thần dược hàng năm đều làm khổ bá tánh. Việt Kỳ lúc nào cũng mong mỏi thế mẹ ruột, nhưng lúc này cô phải rằng xé lựa chọn giữa tình thân và đại nghĩa. Sau tất cả những biến cố xảy đến, sự chính trực của Việt Kim Triều và Việt Kỳ không hề bị lung lay. Với sự giúp đỡ của Lạc Chiêu Ngôn cùng với những người bạn khác, họ đã cùng đào sâu để tìm kiếm sự thật của những bí mật đằng sau thần dược. Phim do Ngô Thư Hân và Hứa Khải đóng chính. 3. Võ Lâm Kiều Ngạo Nội dung phim kể về câu chuyện tình yêu thần y độc miệng bạch nhạc và nữ yêu mất trí nhớ diệp hè. Phải dẹp bỏ ai oán, trừ bạo giúp yếu, lại còn tránh đi những âm mưu thâm độc con đường võ thuật gian nan trước chờ mối tình đi qua nhiều sóng gió thăng trầm, cuối cùng đã bên nhau bạc đầu dài lão. Phim do Lý Hoành Nghị vào Hoàng Nhật Oánh đóng chính. 4. Huyễn nhạc xâm lâm Bộ phim lấy bối cảnh giả tưởng là Đông Thịnh Đại Lục, nơi mà ai ai cũng am hiểu về âm nhạc. Nội dung xoay quanh câu chuyện về Viên Mộc Thiếu Quân, chàng công tử được nhiều người biết đến là một kẻ say mê âm nhạc, nhưng ẩn sâu bên trong con người nhỏ nhã đó lại ẩn chứa một bí mật độc trời mà không phải ai cũng biết. Vì muốn tuyển người dạy nhạc cho mình, hắn đã đến vùng đất Vân Diêu. Tại đây, Vân Mộc đã phải lòng với khúc trống hạt của Tô Nhược Phi, bà chủ nhạc phường mà dốc lòng lên kế hoạch lôi kéo nàng làm thầy dạy nhạc cho mình, nhưng hắn không biết rằng vận mệnh của hai người họ đã sớm nối chặt với nhau bởi một thứ phép thuật kỳ lạ. Phim do Ngụy Chiết Minh và Hứa Gia Kỳ đóng chính. năm Giữ Phượng Hành Nội dung phim kể về nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly, Triệu Lệ Dĩnh vì muốn đào hôn nên đã trốn xuống trần gian. Tại đây cô gặp nạn và được hành chỉ thần quân Lâm Canh Tân cứu giúp. Một thời gian ở nhân gian, Thẩm Ly đem lòng thầm yêu hành trì thần quân, nhưng cô vẫn không biết thân phận thực sự của chàng. Chỉ đến khi quay trở về ma giới, Thẩm Ly mới phát hiện hành trì thần quân cũng chính là người ban cho cô mối hôn sự mà cô vốn đã từ chối. Và cũng từ lúc này, mối nhân duyên hay còn gọi là nghiệt duyên giữa Thẩm Ly với hành trì thần quân mới thực sự bắt đầu. 6. Hồ yêu tiểu hồng nương Hồ yêu tiểu hồng nương kể về chuyện tình yêu muôn vàn cách trở giữa người và yêu. Series bao gồm 3 phần, Nguyệt Hồng, Trúc Nghiệp và Vương Quyền. Yêu tộc Đồ Sơn nhiều đời canh giữ cây khổ tình nên duyên cho kẻ có tình trong thiên hạ. Tộc Đồ Sơn thời này có 3 tỷ muội nắm giữ trọng trách. Tà muội là Đồ Sơn Dung Dung, tinh toán từng đồng, được gọi là Hồ Yêu Ngàn Mặt, chống đỡ huyết mạch Đồ Sơn. Nhị tỷ Hồ Sơn nhã nhã kiêu ngạo, thẳng thắn, một lòng muốn trở thành hồ yêu mạnh nhất hồ tộc. Đại tỷ Hồ Sơn Hồng Hồng, kiêu kỳ xinh đẹp, là một trong những hồ yêu mạnh nhất bất phàm hồ tộc, không chỉ nắm giữ đồ sơn mà còn thống lĩnh toàn bộ liên minh yêu tộc. Nhân duyên của họ bắt đầu khi đồ sơn hồng hồng cứu mạng Đồng Phương Nguyệt Sơ và đưa về núi đồ sơn tu luyện. Đồng Phương Nguyệt Sơ phải lòng nữ vương tộc Hồ Ly ngay lần đầu gặp gỡ. Sau khi đắc đạo, Đồng Phương Nguyệt Sơ quyết định xuống núi tìm gặp đồ sơn hồng hồng, sau đó cùng sát cánh bên nhau chống lại kẻ ác. Tuy nhiên, không ai có thể ngờ rằng mối tình của họ chỉ một chốc vận mệnh mà dây dưa sang nhiều kiếp không dứt, tựa như câu nói, hỏi thế gian tình ái là chi mà đôi lứa thề nguyện sống chết. Bộ phim có sự góp mặt của Dương Mịch trong vai Đồ Sơn Hồng Hồng và Cung Tuấn trong vai Đông Phương Nguyệt Sơ. 7. Chờ quế dày phi thăng. Phim kể về nàng công chúa mất nước không hầu, Lục Đình Ngọc, vì một câu duyên nọ mà bước vào thế giới tu tiên. Ở đây, không hầu được cả giới tu tiên yêu thương, cưng chiều, nhưng cô lại không ỉ lại mà chủ động ra ngoài để tôi luyện bản thân. Khi xuống núi, không hầu gặp được vị nam tử ôm yếu hoàn tâm, Lý Hoành Nghị. Hai người cùng nhau diệt yêu quái, lang bạt khắp nơi, cùng nhau thăng cấp. Họ dần nảy sinh tình cảm, cùng nhau rèn luyện khắc phục tâm ma, đột phá tu vi và trở thành tông sư của một thế hệ. 8. Nhất thời xung động, bảy kiếp không may, được biết, kịch bản phim truyền thể từ tiểu thuyết Nhất thời xúc động bảy kiếp không may của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Nội dung kể về câu chuyện tình của Vân Tường, Dương Siêu Việt, một áng mây được nguyệt lão hóa thành người trông coi từ hồng nhân duyên trong phủ, và Sơ Không, Đình Vũ Hề, đệ tử của Mão Nhật Tinh Quân, chuyên cai quản tháng đầu tiên của năm. Trong một lần nọ, do Sơ Không vô tình làm hỏng quạt của Vân Tường mà cả hai người phát sinh cãi vã, khiến tơ hồng trong điện nguyệt lão dối tung dối mù. Nghiêm trọng hơn là điều này đã khiến nhân duyên trong tam giới bị hỗn loạn. Để phạt Vân Tường và Sơ Không, Nguyệt Lão bắt hai người họ phải lịch kiếp xuống chân, trải qua đủ 7 lần tỉnh kiếp thì mới có thể trở lại tiên giới. 9. Tân Tiên Kiếm Tân Tiên Kiếm có kịch bản xoay quanh câu chuyện của nam chính Lý Tiêu Giao là chàng trai khôi ngô tuấn tú, thích cuộc sống ung dung tự tại, lúc nào cũng muốn làm thiên hệ đệ nhất cao thủ nhưng chỉ biết vài món võ mèo cao. Trên đường đi tìm thuốc cứu người, vô tình gặp được hậu nhân của nữ oa là một cô gái nửa người nửa rắn tên Triệu Linh Nhi. Giữa hai người phát sinh chuyện tình cảm động đất trời nhưng không thể ở bên nhau. Vì Linh Nhi lựa chọn hy sinh thân mình để đổi lấy bình an cho nhân thế. Phim do Hà Dữ và Dương Vũ Đồng đóng chính. 10. Nguyệt Ca Hành Nguyệt Ca Hành là phim cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết bôn nguyệt của nhà văn nổi tiếng Thục Khách có nội dung khắc họa về câu chuyện tình yêu cũng như tình bằng hữu giữa các đồng môn trốn vũ vương hầu phủ trong phim từ lộ sẽ vào vai nữ chính liễu tiêu thiếu nữ thuở nhỏ gặp được một người thần bí nàng đã dùng ba ngày vui chơi để trao đổi vận mệnh của tương lai không thể khống chế sức mạnh bí ẩn trong cơ thể mình liễu tiêu đành bất đắc dĩ trốn lên vũ vương hầu phủ và cũng tại đây gặp được người bạn nhập môn cùng lục ly Trương bân bân do thấy lục ly có dung mạo giống hệt người thần bí nên Liễu Tiêu có phần nương tựa trang, trong khi Lục Ly cũng vì thấy nàng xinh đẹp đơn thuần mà hết lần này đến lần khác giúp nàng vượt qua khảo hạch. Cặp đôi ở phủ cùng nhau trải qua nhiều hiểm nguy cũng như sự đố kỵ bài xích, từ đó mà kết bạn thêm nhiều đồng môn, khắc họa nên câu chuyện tình yêu đẹp cũng như tình bằng hữu vô cùng đẹp đẽ. Vừa rồi là top 10 bộ phim cổ trang tiên hiệp hoa ngữ mới hay nhất hiện nay. Bạn mong đợi bộ phim nào nhất? Đừng quên để lại comment cho chúng mình cùng biết nhé! Và nếu thấy video ngày hôm nay hay và hữu ích thì đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh Hóng Phim để không bỏ lỡ bất cứ bộ phim hoa ngữ nào hay và mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!